một mình hả? Mình thôi. Anh đi bằng xe mà. Chị đẹp chỗ này nè. Chào cả nhà nha, thì chị Ni gửi hoa đến chúc mừng bùm bùm trong ngày khai trương rồi cả nhà. Anh Quyền mang đến quá trời đẹp luôn. Đây là em của chị Ni nha cả nhà. Em nói cho anh. Chị Ni đang bên nước ngoài không về kịp nên anh Nguyên gửi hoa qua để chúc mừng cho anh Nguyên đang qua chúc của chị Ni. Chưa luôn hả? Anh nhắc tên là xe tới luôn hả? Trời ơi chưa ăn gì chưa? Lâu đi mua đồ xong rồi chạy qua đây luôn. Chạy qua đây để có ăn. Hello anh chị, hello cô chú ơi. Chào cô chú anh chị nha. Quá trời quá đất. Giới thiệu gì nữa? Giới thiệu gì nữa? Các bà con cô chú đến tiếp tục ủng hộ. Anh vô đó ủng hộ được không? Được á. 520 Vĩnh Khánh, phường 10, quận 4. Đó là khu ẩm thực mà. Khu ẩm thực của Quỳnh Khánh luôn. Thời gian bán là mấy giờ ạ? Thời gian là 9 giờ sáng, 10 giờ tối. Cái mờ suốt vậy đó. Cô chú anh chị nào tới thì mình cứ đi bán. Sáng sớm, dậy sớm. Anh ơi, ngoài quán uống đậu, bà hỏi gì sáng không anh? Không, nó có chim gà xà tắc nè, rau câu nè, rau hủ nè, đậu Singapore rồi, phan quạch này đó. Ôi, mời cả nhà uống nước nha. Hello Nguyên, hình như lát em nữa nghe Nguyên hát một bài của ông ta. Mọi người uống nước xong rồi. Nhìn đây bên nước xong chút đáy, trà đáy ngọt. Đây uống nước đây. Có phần thề mình tới nữa hả? Uống nước đây nha. Rồi uống đi em. Uống gì nè, uống về xong hay lại gì? Để kêu ra nè. Xíu đi, xíu uống xong. Xong phải không? 40. Lấy nó xong cho anh chị uống đi. Lấy cho anh, lấy cho xong đi. Ngon à, ngon à, ngon à. Ngon. Bây giờ không uống bia nó cũng xong được rồi. Xong được rồi. Em đâu có đi xe máy đâu. Đi xe máy nhà. Đưa nhà nó không mua gì nó nói chung là em đi xe máy em bưng không ăn đâu được đâu. Cầm tới luôn. Nước xăm nó vừa mát vừa có sức khỏe cho mình. Đúng rồi, đó, đúng rồi. Đây của anh nè, đây. Này mời anh chị uống nè. Rồi, cảm ơn em. Còn nữa không Bung? Cảm ơn em. Còn nữa không? Còn nữa không Bung? Còn ai nữa? Xong tự nấu ra Nguyên anh rất là ngon. Ngon. Bung tự nấu luôn hả? Dạ. Ngon ngon ngon. Mười à? 5 chai nữa. 5 chai nữa, 10 chai. Đủ uống ly hả? Thôi được rồi. Cho 5 chai nữa đi. Càng uống rồi. Thôi được rồi chị. Nè. Trời ơi, đàn ông mà không hút cái gì không biết nữa, cũng chưa đi cái gì. Đàn ông gì mà không hút. Chị này hay lắm, chị dây nha. Tôi đi, tôi ông hút thì được. Vâng, anh chị uống nước đi đó. Đứng đây nãy giờ rồi, có khát nước chưa? Đây, cô biết làm chưa? Ai? Mọi người ra thấy chưa? Đủ chưa, 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 mấy giờ tới mấy giờ? Nước 6 giờ sáng. 8 giờ sáng. Dạ, nước xăm, nước xăm. Nước xăm á. Đất xăm Nguyên mời. Đây, cảm ơn Nguyên nha. Nguyên mời nước xăm với các nhà. Còn ai nữa, còn anh nào nữa? Ngon nha, nó xong rồi ngon. Giờ là ta uống, giờ này là uống nước xăm cho ai đâu uống bia được. Ai đâu uống bia được. Xong mà ngon lắm, nó không ngọt, nó vừa luôn. Đúng rồi, nhưng mà cái mùi thôi. Uống nó đẹp dai.
Xong rồi mà thấy quầy à? Cho người ta ăn cái cây thấy bụng rồi. Còn gì nữa? Tâm bệnh bự yếu đó. Vô trong luôn, vô Bơm ơi, cháu. Anh Vũ Đạt, SC. Xe Hồng Loan, Vũ Đạt. Chắc anh gỡ ngoài đó nè, chưa đến đâu. Rồi, cái Quỳnh Nguyên. Nhưng mà anh Nguyên là giấu mặt nha, anh Nguyên không có để tên tuổi vậy nha. Rồi đây, đưa anh. Dạ 301.